Tướng Bán Than đánh chỉ 170.000 thạch lương của Mông Cổ. Trần Khánh Dư quê ở Chí Linh, Hải Dương, là con trai của Nhân Huệ, hầu Trần Phó Duyệt. Ông từng được vua Trần Thái Tông nhận làm con nuôi, phong là Thiên Tử Nghĩa Nam. Trong kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược năm 1258, Trần Khánh Dư từng lập công lớn, được nhà Trần phong là Phiêu Kỵ Tướng Quân, vốn chỉ phong cho các hoàng tử. Theo lịch triều Hiến Chương loại trí, trong cuộc kháng chiến Mông Nguyên lần thứ 3, Trần Khánh Dư đã lập công lớn khi đánh chìm 170.000 thạch lương của tướng nhà Nguyên là Trương Văn Hổ. Sau thắng lợi này của nhà Trần, quân Nguyên không có lương thực, buộc phải rút chạy về nước. Trần Khánh Dư nổi tiếng là viên tướng lắm tài nhiều tật. Trên chiến trường, ông là võ tướng tài năng, nhưng trong cuộc sống lại tư lợi cá nhân. Do mắc tội tư thông với công chúa Thiên Thụy, ông bị tước bỏ chức vị, đánh 100 roi, đuổi về làm thứ dân, phải ra vùng Quảng Ninh bán than kiếm sống.